Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngọn lửa đã bất thần bùng phát ác nghiệt dội tại căn nhà sàn của gia đình ông Võ Văn Thêm ớt xẻo mắm, sống Tân Ân. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, phi tần chồng ông Thêm đang đi tóm ba kế, ở nhà chỉ đứa con gái của phi tần chồng ông Thêm vừa mới sinh xong, và bảy đứa trẻ đang ngủ trong nhà. Được biết, đứa trẻ lớn nhất 11 tuổi, đứa nhỏ dài nhất vừa mới sinh được 33 tháng tuổi lúc phát hiện cháy, con gái ông thêm đã ôm con nhỏ dài chạy ra khỏi nhà và truy hô để cho những đứa trẻ còn lại để biết đường chạy theo. Vào thời điểm trên có gió thổi mạnh khiến cho các nhỏ bé cực kỳ hoảng sợ. Ngay sau khi nghe tiếng truy hô, lực lượng công an và dân quân tại địa phương cùng người dân bao quanh đã kịp thời có mặt để hỗ trợ đưa các cháu nhỏ dài ra khỏi đám cháy và dập tắt ngọn lửa. May mắn tất cả đều an toàn, không nguy năng tính mạng những đứa trẻ may mắn thoát chết trong vụ quả hoạn ảnh, Quỳnh Tứ. Ghi nhận lúc đầu, căn nhà bị cháy rụi, ước tính thiệt hại khoảng 90 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy được xác định lúc đầu là do chập điện. Hiện, Ủy ban Nhân dân xóm Tân Ân đã đến thăm hỏi động viên tinh thần gia đình và hỗ trợ lúc đầu cho gia đình và đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển kế tiếp sẽ hỗ trợ cho gia đình sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.